Sau thời gian du học tại Singapore, Ngân Khánh vừa về nước và tham gia dự án phim điện ảnh Quý Cô Thừa Kế do đạo diễn Hoàng Duy thực hiện. Trong phim, người đẹp sẽ đóng cặp cùng nam diễn viên trẻ Song Luân. Dù vắng bóng khá lâu, nhưng nữ diễn viên cho biết không ngại việc bị khán giả quên lãng hay các đàn em choáng ngôi. Cô vẫn tự tin mình có sức hút riêng và sẽ kéo khán giả tới rạp xem phim này. Đồng thời, Ngân Khánh cũng có những chia sẻ về thời gian sống ở đảo quốc sư tử. Và trong 3 năm qua thì Khánh đã trải nghiệm rất là nhiều thứ ở bên Singapore và Khánh cảm thấy rằng là mình được trau dồi rất là nhiều cái kỹ năng mà trước đây mình chưa bao giờ được trải nghiệm qua. Thì điều đó nó làm cho mình cảm thấy rất là thú vị, bởi vì mình được khám phá một cái cuộc sống mới, một cái vai trò nó khác hẳn, không phải là diễn viên nữa mà nó là một cái đời sống sinh viên. Và bây giờ thì lại được quay trở lại một cái vai trò, lại được quay trở lại cái vai trò cũ của mình, là một diễn viên, thì đó cũng là cái niềm đam mê mà chưa bao giờ dập tắt ở trong cái ước mơ của Khánh. Hiện tại Ngân Khánh vẫn đi và về giữa Singapore và Việt Nam để vừa học tập vừa ở bên ông xã. Đôi vợ chồng kết hôn đã 3 năm, dù sống xa nhau, hai vợ chồng Ngân Khánh không gặp áp lực về khoảng cách địa lý.